người khác là cha mẹ của ta lẽ nào ta chẳng yêu thương họ hiểu rõ quan hệ người khác là con cái của ta lẽ nào chẳng yêu thương quan tâm họ hiểu thông suốt đại thừa phật pháp quý vị mới thật sự giác ngộ giống như trong kinh đại đức phật đã nói hết thảy người nam là cha ta hết thảy người nữ là mẹ ta đúng không đúng vậy vì sao là đúng đời đời kiếp kiếp nhưng quả ba đời trong hiện tại nhờ thuật thôi miên đã xảy ra những chuyện như thế này trong quá khứ người kia là mẹ của kẻ ấy nay biến thành con kẻ ấy người đã chết quay trở lại gần đây nhất tôi còn gặp được một người cũng là một đồng tu học phật hai vợ chồng ông ta đều biết con gái ông ta kết hôn sanh ra một đứa cháu gái chính là mẹ ông ta tái sanh quý vị thấy bà nội cô ta do vô cùng yêu thích đứa cháu gái ấy nên đầu thai trở lại làm con của cô ta quan hệ giữa người và người là như vậy Từ vô lượng kiếp đến nay Chúng ta luôn luôn có những mối quan hệ mật thiết như vậy Nhưng hệ chuyển thế bèn quên mất Nếu quý vị có trí nhớ Những thứ trong A Lại Gia đều được khôi phục Quý vị đều có thể nhớ kỹ Sẽ biết tất cả hết thảy mọi người Có quan hệ với quý vị như thế nào Lời Phật giảng là chân thật, chẳng giả